Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của Vietsex, và hôm nay cô trò mình sẽ cùng đồng hành với nhau trong môn toán lớp 3, bài học làm quen với biểu thức. Cô mời các bạn cùng quan sát lên bảng. Đầu tiên, cô sẽ có các phép tính như sau này: 126 cộng 51, 62 trừ 11, 13 nhân 3, 84 chia 4, 125 cộng 10 trừ 4, 45 chia 5 cộng 7. Như vậy thì ở đây cô sẽ có các phép tính là phép cộng này, phép trừ này, phép nhân, phép chia. Và phép toán này là sự kết hợp giữa phép cộng và phép trừ. Phép toán này là sự kết hợp giữa phép chia và phép cộng. Và các phép toán này thì hôm nay sẽ có một tên gọi mới, đó chính là biểu thức. Hay mình sẽ có 126 cộng 51 là một biểu thức, 62 trừ 11 là một biểu thức, biểu thức 13 cộng nhân 3, biểu thức 84 chia 4, biểu thức 125 cộng 10 trừ 4, biểu thức 45 chia 5 cộng 7. Và các phép toán này thì bây giờ sẽ có một tên gọi mới, đó là biểu thức. Vậy chúng mình sẽ hiểu biểu thức là các dãy số và các dấu phép tính đan xen với nhau. Vậy giá trị của biểu thức thì là như thế nào? Chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần 2. Giá trị của biểu thức. Chúng mình có phép, có biểu thức 126 cộng 51. Bây giờ các bạn sẽ đi tìm giúp cô kết quả của phép cộng này. Cô sẽ đặt cộng, phép cộng ra ngoài nháp theo cột dọc này. Cô sẽ thực hiện cộng. 6 cộng 1 bằng 7, 2 cộng 5 bằng 7, và 1 thì hạ xuống. Như vậy cô có kết quả của phép cộng là 177. Hay chúng mình sẽ có cách gọi khác là giá trị của biểu thức 126 cộng 51 là 177. Chúng mình cùng đọc lại. Giá trị của biểu thức 126 cộng 51 bằng là 177. Chúng mình sẽ có biểu thức tiếp theo 125 cộng 10 trừ 4. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm kết quả của phép toán này. Đầu tiên, ở trong biểu thức mà có phép cộng và phép trừ thì chúng mình sẽ thực hiện làm các phép toán từ trái qua phải. Ở đây chúng mình sẽ thực hiện phép cộng 125 cộng 10 trước. Cô sẽ đặt phép cộng ra ngoài nháp này, đặt tính này. Thực hiện cộng 5 cộng 0 bằng 5, 2 cộng 1 bằng 3, và 1 thì hạ xuống. Như vậy chúng mình có kết quả ở đây là bằng 135. Sau đó mình lấy 135 trừ 4, được kết quả là bằng 131. Như vậy chúng mình sẽ có giá trị của biểu thức 125 cộng 10 trừ 4 là bằng 131. Như vậy chúng mình hiểu thế nào là giá trị của biểu thức chưa nhỉ? Giá trị của biểu thức là khi chúng mình sẽ tính các phép tính trong biểu thức đó được kết quả bao nhiêu thì đó chính là giá trị của biểu thức. Để hiểu hơn về các biểu thức, bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau vào làm một số bài tập. Bài tập đầu tiên, tính giá trị của mỗi biểu thức sau. Chúng mình sẽ làm theo mẫu. Và đây là mẫu này, 284 cộng với 10 bằng 294. Chúng mình sẽ có câu trả lời, câu kết luận là giá trị của biểu thức 284 cộng 10 là 294. Tương tự chúng mình sẽ đi làm các phần của bài tập này. Chúng mình có bài làm này. Câu A, phần A nhỏ. Chúng mình sẽ thực hiện phép cộng ở đây hay là biểu thức ở đây. Mình sẽ tìm giá trị của nó là 125 cộng 18. Chúng mình có thể đặt phép tính này ra ngoài nháp được này. 125 cộng 18 này. Đầu tiên chúng mình cộng từ phải qua trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. 5 cộng 8 thì bằng 13, viết 3 nhớ 1 này. 1 thêm 1 là 2, 2 cộng 2 bằng 4. Rồi hàng trăm 1 hạ xuống. Như vậy chúng mình có kết quả của phép cộng là 143.
Vậy chúng mình sẽ kết luận được là giá trị của biểu thức 125 cộng 18 là 143. Cô sẽ ghi kết luận này. Giá trị của biểu thức 125 cộng 18 bằng 143. Rồi, chúng mình cùng làm tiếp phần B. 161 trừ đi 150. Chúng mình sẽ đặt phép tính này ra ngoài nháp này để tìm được kết quả của biểu thức. Chúng mình thực hiện trừ này. 1 trừ 0 bằng 1, 6 trừ 5 bằng 1 và 1 trừ 1 bằng 0. Như vậy chúng mình có kết quả của biểu thức là 11. Chúng mình sẽ vào kết luận giá trị của biểu thức. Một trăm sáu mươi mốt trừ 150 là bao nhiêu nhỉ? Là 11. Như vậy chúng mình đã làm xong phần A và phần B. Bây giờ chúng mình chuyển sang phần C và phần D này. Cô sẽ viết sang bên này nhé. Phần C 21 nhân với 4. Chúng mình sẽ cũng đặt phép nhân này ra ngoài nháp giúp cô để nhân này. Đặt theo cột dọc. Thực hiện nhân 4 nhân 1 bằng 4 viết 4. 4 nhân 2 bằng 8 viết 8. Như vậy cô có kết quả của biểu của phép nhân là 84. Hay chúng mình kết luận giá trị của biểu thức. Phần D là một phép chia. 48 chia cho 2. Chúng mình thực hiện đặt phép tính ra nháp này. Bắt đầu chia từ hàng chục của số bị chia. 4 chia 2 được 2 này. Viết 2, 2 x 2 bằng 4 này. Viết 4 này. Thẳng với 4. 4 trừ 4 bằng 0 này. Hạ 8 xuống này. 8 chia 2 được 4. Như vậy chúng mình có kết quả của phép chia bằng 24. Và chúng mình sẽ có câu trả lời là giá trị của biểu thức bốn mươi tám chia 2 là 24. Như vậy thì cô trò mình đã cùng vừa tìm được các giá trị của biểu thức và trả lời theo như mẫu ở phần 1. Như vậy chúng mình đã hiểu thế nào là giá trị của biểu thức chưa nhỉ? Đó chính là kết quả của các phép tính ở trong biểu thức đó các con ạ. Cô và các bạn sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập 2. Bài tập 2 là một bài tập chúng mình phải nối giữa biểu thức và giá trị của biểu thức. Bài 2, mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào? Chúng mình sẽ cùng nhau vào biểu thức A này. 52 cộng 23. Bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm giá trị của biểu thức này bằng cách đặt tính ra ngoài nháp này. Rồi, cô sẽ đặt tính như sau. Cô sẽ bắt đầu thực hiện tính này. 2 cộng 3 bằng 5 viết 5. 5 cộng 2 bằng 7 viết 7. Như vậy cô sẽ có 52 cộng 23 bằng 75. Chúng mình tìm xem ở đâu là 75 nhỉ? À, đây chính xác. Vậy cô sẽ nối biểu thức A giá trị là 75. Tiếp tục biểu thức B này. 84 trừ 32. Cô cũng thực hiện đặt tính ra ngoài nháp. Cô sẽ thực hiện trừ này. 4 trừ 2 bằng 2. 8 trừ 3 bằng 5. Như vậy cô có biểu thức B có giá trị là 52. Cô sẽ nối biểu thức B với quả là 52. Biểu thức C
sẽ gồm có sự kết hợp giữa phép trừ và phép cộng. Đầu tiên cô sẽ thực hiện phép trừ. Chúng mình vẫn sẽ thực hiện từ trái qua phải này. 169 trừ đi 20. 9 trừ 0 bằng 9, 6 trừ 2 bằng 4, hạ 1. Như vậy mình sẽ có 149 cộng thêm 1 là bằng 150. Đây chính là kết quả của phép tính, hay mình gọi là giá trị của biểu thức. 86 chia 2, thực hiện chia. 8 chia 2 được 4, viết 4. 4 x 2 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0, hạ 6 này. 6 chia 2 được 3, 3 x 2 bằng 6 và 6 trừ 6 bằng 0. Như vậy mình có giá trị của biểu thức là bằng 43. Này. E 120 x 3. 3 x với 0 thì bằng 0. 3 x 12 thì bằng 6 và 3 x 13 thì bằng, cô xin lỗi, 3 x 11 thì bằng 3. Kết quả là bằng 360. Chúng mình sẽ nối được 360. Và phép toán cuối cùng là sự kết hợp giữa phép cộng và phép cộng. Cô sẽ thực hiện cộng 45 cộng 5. Phép cộng này thì chúng mình có thể cộng rất đơn giản luôn, không cần phải đặt tính. 45 cộng 5 chúng mình nhầm được bằng 50. Và 50 thì cộng thêm 3 sẽ bằng 53. Và chúng mình cũng có số cuối cùng là 53. Mình sẽ nối vào giá trị của biểu thức này là 53. Như vậy cô và các bạn vừa tìm được giá trị cho các biểu thức. Chúng mình cùng xem lại. Giá trị của biểu thức 52 cộng 23 là 75. Giá trị của biểu thức 84 trừ 32 là 52. Giá trị của biểu thức 169 trừ 20 cộng 1 là bằng 150. Giá trị của biểu thức 86 chia 2 là bằng 43. Giá trị của biểu thức 120 x 3 là 360. Giá trị của biểu thức 45 cộng 5 cộng 3 là 53. Như vậy cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong bài tập 2, đó là nối các biểu thức vào các giá trị tương ứng. Như vậy hôm nay chúng mình đã được làm quen với biểu thức. Và chúng mình nhớ biểu thức là một dãy gồm có các số và các dấu phép tính đan xen với nhau. Và chúng mình hiểu thế nào là giá trị của biểu thức chưa nhỉ? Giá trị của biểu thức là kết quả mà khi chúng mình thực hiện các phép tính trong biểu thức và được kết quả thì đó chính là giá trị của biểu thức. Nói là mới nhưng mà chúng mình đã được làm quen với biểu thức rất là nhiều lần rồi. Như vậy hôm nay chúng mình sẽ có tên mới cho các phép toán là biểu thức. Và các bạn hãy về cùng nhau làm thêm các biểu thức và tìm giá trị của các biểu thức để chúng mình có thể nắm rõ và hiểu rõ hơn về các biểu thức. Bây giờ thì cô phải nói lời chào tạm biệt tất cả các con rồi. Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.